Gọi, gọi, gọi mèo manh ở Macau. Vì chuyến hàng đêm nay có tên tao. Mở tiệc lớn ở nhà hàng 5 sao. Để tiếp đón mấy thằng em đông lào. Không cần biết việc mua bán ra sao. Anh em tao vào thị trường Macau. Nếu ăn chia mày lấy một tao ba. Còn trả giá tôi xa tao nhau. Được gửi sống trên trận nói y như bò bò. Được gặp vô bến Ninh Kiều. Người ăn muốn xào mà không âu lo. Ở đây có bưởi nấu hay bưởi lạnh cũng đều to to. Anh thích loại bưởi nào tôi cũng nhường hết, cần gì so đo. Ta say ta ca cho quên đi hết muôn phiền. Và rồi ngày mai anh em nông dân ta đi ra đồng cây cây. Lo chi cho xa anh ơi cho tóc bạc màu. Nào mình cùng vô nâng ly lên đi, cuộc đời này có mấy khi. Vui ta say ta ca cho quên đi hết muôn phiền. Và rồi ngày mai anh em nông dân ta đi ra đồng cây cây. Lo chi cho xa anh ơi cho tóc bạc màu. Nào mình cùng vô nâng ly lên đi, cuộc đời này có mấy khi. Ta không ngó đến chuyện trần gian. Ta mang chân đất đi kiếm chân thành. Ta mong chân lý mỗi ngày chào dân. Vì ta đây là con của đất trồng. Trời cao ta bao lần mơ. Và nếu hỏi tao là đến tình phương nào. Đi theo tao về đây mày cần gì chờ. Trên con xe tiền sang ta đang cầm cờ bay. Trái hiên ngang gì tao để xong mò bờ tay. Dân sóc chân cần thơ. Đi theo tao về đây mày cần gì chờ. Hiểu rõ đời chanh chua và được nhanh